Xin chào anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì T-Off Workshop xin giới thiệu với anh chị và các bạn cây gậy Patter TUG013. Và đây là một cây gậy rất tuyệt vời. Xin mời anh chị hãy xem chi tiết về cây gậy này. TUG013 là cây gậy Patter chuyên nghiệp của hãng PGM, với đầu gậy được đúc hoàn toàn bằng hợp kim thép không gỉ. Hãng sử dụng công nghệ CNC để tạo ra những đường nét chi tiết tinh xảo trên phần mặt gậy. Toàn bộ cây gậy này thì có cân nặng là 580g, trong đó đầu gậy nặng đến 355g, chiếm tới 60% độ nặng của đầu gậy. Với cân nặng này thì sẽ giúp các golfer có độ nhất quán cao khi thực hiện cú đẩy của mình. Chiều dài của cây TUG013 là 86cm và đó là chiều dài tiêu chuẩn của một cây gậy gạt. Mặt sau của gậy thì có một đường line kết nối với chính giữa tâm gậy để giúp chúng ta dễ dàng ngắm đánh. Toàn bộ phần đầu gậy thì được phủ một lớp sơn mạ tĩnh điện cao cấp, giúp tạo độ bền tối đa cho cây gậy này. Cán gậy thì được làm bằng thép cứng không gỉ và tay cầm được thiết kế theo kích thước lớn, giúp cho các golfer có cảm giác chắc chắn và mềm mại khi thực hiện cú gạt. Vâng, nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì xin mời anh chị hãy truy cập vào trang web ở trên và gọi điện cho chúng tôi theo số hotline này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.